Đấy, chỗ này được rồi. Có nước thì chắc là thành thế thôi. Hoặc là hôm nay công việc của mấy anh em mình sẽ vất vả một chút. Cái của ông với lại chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Bây giờ ông gửi một lời chào tới các bác ông nhé. Gửi chào các bác, các chị. Cháu Quân xin kính chào tất cả các ông bà cô chú anh chị ạ. Chúng em xin kính chào các bác. À, thưa các bác, hôm nay lại có sự đồng hành của em Quân với lại thêm là bạn Nghiêm nữa để mà hỗ trợ cháu Lực là cái công việc này các bác. Ông thì hiện tại là vẫn còn chưa có biết đâu các bác ạ. Hôm nọ thì cháu cũng có nói qua với ông ấy là về cái phần nguồn nước ấy, thì là được hai chị là Nguyệt Thúy là giúp đỡ ông là mua cái nguồn nước đấy và mua ống nhựa nữa để mà kéo ấy. Và hôm nay thì tiếp tục lại được hai chị Nguyệt Thúy là hỗ trợ ông là làm một cái tách nước, mua một cái tách nước để mà để vào cái chỗ gần nhà của hai ông cháu cho hai ông cháu sinh hoạt. Ấy nhưng mà tuy nhiên là trước khi là mà đi đặt tách ấy thì là cháu sẽ phải là láng để cho nó có mặt bằng đấy không? Đấy. Thưa các bác, hôm nay thì để mà cái công việc hôm nay ấy, thì để mà cháu Lực với lại ông làm thì là nó hơi chậm chạp một chút cô bác ạ. Đấy, cho nên là cháu Lực cũng bảo với em Quân là xin phép ông bà là ở nhà là cho đi với cháu Lực là một buổi chiều. Đấy, cộng với lại bạn Nghiêm nữa. Nghiêm thì là với cháu Lực là sẽ hai anh em sẽ khỏe hơn. Thì một tí sẽ vác mà cái vác bao xi này đi xuống dưới của bác làm cái tách, thì là chỉ cần láng chỗ nền đấy các bác, chỉ cần một bao thôi. Và hôm nay cháu Lực mua xi xuống thì bao này là 90.000 thôi các bác. Và ngày mai tiếp tục là cháu Lực sẽ đem cái tách xuống, thì cháu Lực sẽ nói thêm về cái khoản của hai chị Nguyệt Thí là chi như thế nào các bác nhá. Ở đây là hai chị Nguyệt Thí là gửi cháu Lực là 5.020.000 đấy các bác. Hiện tại thì cháu Lực không có nhớ lắm, thì rất là mong các bác với lại hai chị Nguyệt Thí sẽ thông cảm với cháu Lực cô bác nhá, để ngày mai thì cháu Lực sẽ cầm sổ xuống và nói rõ hơn, chi tiết hơn một chút cô bác. Vừa rồi thì là bảo ông là chặt một cái cây lên rồi. Thế thì bây giờ Nghiêm là cùng với lại mình là hai anh em mình vác trước nhá. Để đây vác Quân thì là cầm bàn nước nhá. Vâng ạ. Rồi. Ông thì ông đi trước không nhá. Dưới nhà ông thì có quát không? Cắt đây. À tí là mình phải đi lấy đúng không? Cái này là để khanh thôi nhỉ. Đấy từ từ từ. Ông của cháu sửa đi ông. Đây ông sửa đi. Xem là được chưa ông? Đấy. Được rồi ông nhỉ. Được chưa ông? Ông sửa lại đi. Đấy, tạm ông nhá. Lên ạ. Đừng vác xa quá, đừng vác xa quá. Vác xa thì nó nhẹ nhưng mà tí nó sợ nó rơi ấy. Ui dồi. Bạn cầm luôn anh em nhá. Cầm luôn rồi. Bao xi này thì độ đâu đó là tầm hơn 50 cân một chút các bác nhỉ? À bạn nhỉ? 52 cân. 52 cân à? 52 cân. Đây là cả cái cây độ tầm 60 cân đấy. Mạnh đi học về chưa ông? Mạnh đi học về chưa? À về đằng sau rồi à? Thế mỗi khi mà vận chuyển là cái gì đó đi xuống nhà hai ông cháu thì còn nếu mà trời không mưa đấy các bác thì đi còn dễ dàng hơn một chút. Nếu mà trời mưa ấy, là đi rất là khó, tại vì là vì sao khó thì đường nó trơn trượt đấy, nó trơn quá. Liên tục với bạn ạ. Một bên nó mỏi quá. Nhiên thì không
ngồi vai liên tục được nhỉ? Chắc làm phải nghỉ ngơi một tí đã. Vậy còn một đoạn nữa thôi là tới nhà rồi. Mạnh là ra kia rồi không? À, cái này thì một tí nữa mình chuẩn bị xong cắt ngoài kia thì làm nó nhanh thôi, tầm 2-3 phút thôi là xong rồi ông ạ. Lá này thì là ngày mai cháu sẽ mua cái tách xuống, mua tách xuống để mà đặt cho ông. Cái này là láng cái chỗ mà nền cho hai ông cháu là coi như là rửa chân với rửa bát thôi, còn là cái chỗ mà để đặt là cái tách ấy, thì là mình dùng đá để kê. Một bao chắc là láng thoải mái rồi ông nhỉ? Vâng. Thế bây giờ lại đi tiếp thôi nhỉ? Đường này trơn, anh cởi dép xuống cho em cầm. Được chưa? Đi nhá. Hiện tại thì là bạn Nhiêm thì cũng đồng hành với cháu Lực là cũng khá lâu rồi cô bác ạ. Thế và bạn cũng mở ra một kênh nhỏ nhỏ đấy cô bác, thì rất là mong các bác sẽ qua kênh của bạn Nhiêm để mà ủng hộ bạn Nhiêm một lần đăng ký. Kênh của bạn là Thế Vàng đúng không? Ui, chỗ này có vẻ trơn đấy. Từ từ bắn nha. Hả? Vai rồi. Mỏi quá. Không một vai thì không được lâu đâu. Xi này mà bây giờ mà rơi xuống nước cái là phải đổ cắt nhanh ấy nhỉ. Trộn luôn đấy. Không là chết luôn đấy. Từ từ bạn nha. Ôi rồi, từ từ. Mắc luôn rồi. Để bên kia bạn ơi. Hiện tại là cháu Lực cùng với lại bạn Nghiêm thì vác xì ở đây rồi cô bác. Theo ông thì ông muốn để tách ở chỗ nào? Nếu mà bây giờ để tách ở trên này thì máy nước có thể làm nguồn nước kéo xuống dưới được không? Hay là bây giờ láng ở chỗ này không? Dạ. Láng ở đây với chết để dưới. Láng ở đây thì là đặt cái tách ở đây xong à? Kéo một ống nhựa đi xuống dưới. Lúc nào mà ông cần thì anh ông mở cái vòi nó thì nước chảy đi xuống dưới rồi. Nhá. Thế thì là quyết định là đặt ở đây ông nhá. Là láng từ cái chỗ cái chậu kia ra tận đến đây. Ông nhỉ? Ở đây thì chỗ nào có cắt không? Có chỗ nhỏ không? Lấy đi. À là dưới kia đúng không? Thế là bây giờ là bốn người đi là độ tầm 2-3 chuyến chắc là được rồi nhỉ? Tầm đấy không? Vâng. Đấy, bây giờ là phải để đồ để lạc lắm cô bác ạ. Ông tìm mà cuốc xẻng đi ông. Vâng. Ông tìm bao được ông? Ông lấy bao tầm 4 cái không ạ? Bây giờ thì đi vác cắt thì cũng chắc là độ tầm hơi xa một chút cô bác, 500 mét là lên dốc thôi. Ông soi cái này bố. To thì vác bao to.
Đấy, xuống mấy lần rồi thì cũng nhắc nhở ông là khi mà chăn ấy, bây giờ ngủ xong là gấp gọn gàng treo lên. Đấy, ông cũng khá là gọn gàng ở phần phía bên này. Có tìm có thấy không ông? Ở đây rồi. Có đủ 4 cái rồi à? Cũng có rất là nhiều các bác ở trên kênh có điện cho cháu Lực nói rằng là sau cái thời gian vừa rồi mà mưa báo đấy các bác thì có ảnh hưởng tới ngôi nhà của ông không, thì không có ảnh hưởng gì tới cả các bác ạ. Ngôi nhà của ông là nó nằm sâu ở dưới nằm sâu ở dưới cái phần hủm ấy cho nên là gió không thổi được. Giờ hai ông cháu mình là phải mấy ông cháu mình là phải khẩn trương một tí đấy ông ạ, chứ không là một tí mưa là không làm được đâu. Đủ bao chưa? Đủ dạ. Đủ đúng không? À. Đủ ra, đủ 4 cái thôi. Bây giờ là mình đi đường nào đấy ông? Đấy, ông đi trước cháu đi. Ông đi trước đi. Ông đi trước để chỉ đường. Ông bỏ dao ở nhà đi ông. Không thì tí lại vác thêm con dao tầm 1-2 cân nữa. Dưới kia thì không có chặt gì rồi. Bây giờ thì nếu mà trời mưa to quá đấy thì là hai ông cháu sẽ ngủ tạm tại cái túp liều nhỏ bên này cô bác. Đấy, ở đây thì cô bác cũng đã nhìn thấy được rằng là cái cột này thì nó đã bị hỏng rồi, bị nghiêng rồi. Ông một chút còn đúng không ạ ông? Tối nay là mưa to đấy ông ạ, tối nay ấy. Đấy, cẩn thận đấy, tối nay ấy. Ông vừa phun thuốc sâu bọ xong à? Tối nay là tí nữa ông với lại Mạnh là đừng có dọn ngủ trong cái nhà này nữa ông nhá. Như thế này, ông dọn ngủ ở bên trên đi. Không là mưa là chạy không kịp rồi. Gió to là chạy không kịp ấy. Đổ cái là đè chết người luôn đấy. Năm nay thì thấy là ruộng nhà ông thì xanh tốt lên rồi, chứ không là mọi năm là không có phân đạm ấy. Năm nay thì được cô chú Sang Phương là cô chú hỗ trợ về cái phần phân đạm với lại phân bón này. Cây này là cây ngô của nhà ông à? Liệu có bóp không ông? Ngô này là ngô lai hay là ngô tao? À, ngô mình thôi à? Ừ. Ui giời, đây bị sâu bọ ăn nhiều quá này ông này. Cũng sâu đấy. Tối đây là mưa to rồi. Chỗ cỏ này có phải là cỏ của ông trồng không? Đây là cỏ nhà ông à? Ôi, dưới đây có một cái. Có một cái chỗ sâu phết đấy chứ nhờ. Rơi xuống đây à? À, chỗ này thì có vẻ như là có cát khá là nhiều đấy ông nhờ. À, ôi dồi. À, chỗ này có mấy cái thác nước sâu, như là trẻ con ở đây bơi sao không? À. Ông à, nhớ để ý Mạnh là đừng để cho Mạnh là tắm ở đây không nhá. Tí mà nóng nóng thì xuống đây bơi được ấy nhờ. À.
Có nhiều lá quá đây không ạ? Trên có sỏi, trên sỏi. Trên này toàn sỏi à? Mình lấy đổ lên này thì sỏi một tí cũng được không ạ? Không cần phải mịn mới đâu. Đấy, chỗ này rồi. Công việc của máy game hôm nay thì sẽ vất vả một chút của bác ạ. Tại vì là bác cắt với lại bác đồn, bác cắt nhiều. Chỗ này chắc phải tầm 2 chuyến đấy bạn nhỉ. 2 chuyến thì mới đủ láng ấy. Dưới này là cắt sạch ấy. Cái dưới này nếu mà mình lấy đổ liền cũng được ấy. Ôi, được rồi, xem. Tiếp này thôi. Hôm nay nếu mà ai mặc áo trắng thì là bẩn đấy nhở. Đây ấy. Đây là phải sắm quần các kiểu rồi nhá. Không à. Vậy vừa vừa thôi. Xem nghiêm em được không? Được. Nếu mà không được thì bỏ ra một tí đi. Tí à, chuyến sau là không được ấy. Không biết em được. Có cuốn mới nằm một tới à. Có nước đấy. Có nước đây không ạ? Dạ. Cái cần thắm chứ lại. Thắm. Gần 30 cân không? Ôi ôi, chuyến nước. Cái mẹ nó kia rồi. Ướt ướt kìa. Ui, thằng tóc sao nghĩ à? Đây như kiểu là một bài tập thể dục đấy nghiêm nhở. Hả? Nhiều nước rồi. Ở sau, ôi chỗ nghiêm nghiêm nhiều nước quá, từ bạn ơi. Rồi có nước thì chắc là thành thế thôi. Hoặc là hôm nay công việc của mấy anh em mình sẽ vất vả một chút. Cái của ông với lại cái của anh em là nhiều nước hơn. Xúc sâu quá. Chuyến sâu không được. Chuyến sâu để ý mà chuyến sâu đừng xúc sâu quá. Em còn kia ở đây. Mày không biết là độ tầm 2 chuyến là đủ không đấy. Thế bây giờ bên kia đó, cháu ơi. Bên này đi ông nhỉ? Trên này đó. À, ở trên đi ông ơi. Hay đằng sau của bạn Nghiêm này, cô bác này. Là xúc sâu rồi này, nước chảy tô tô. Cảm giác như đi mệt một tí là không buồn nói chuyện mấy rồi đấy. Ủa nhà thì mất nào. Oh.
Xe mà phá là năng ơi. Bỏ nữa. Còn mà em muốn thích. Chắc để đây luôn á cắt à. Đằng sau ông này thì chảy nước nhiều quá không bác ạ? Đổ đây luôn ông nhỉ? Đổ đây luôn nhỉ? À, tí lấy cỏ nó nhỉ? Tí lấy cỏ không? Ông cháu mình để chỗ này này. Chỗ này đâu? Để chỗ này này. Bây giờ mình lại lấy bao ấy. Mỗi lần thì được tầm là 2 đến 30 cân đâu các bác ạ, không được nhiều đâu. Nhiều quá. Hả? Nhiều quá quá. Chắc đủ ấy. Một bao thôi mà. Một bao xi là trộn được là nếu mà tính cho tính tỷ lệ là được 7 xe rùa. Một khối à? Ừ. Một khối không? Được mà. Thì chỗ này thì tí một tí láng là chưa đủ đâu. Chứ nó lại ít một tí nữa. Cháu nghĩ là còn phải thêm gấp đôi cái này nữa đấy. Ông cháu mới chắc đi được này thôi nhỉ, giờ ấy. Đi đường kia nữa. Năm nay là lúa của nhà ông có tốt hơn năm ngoái không? Tốt hơn. Thế nhưng mà năm nay thì liệu là tốt hơn này thì có đủ đủ cái lượng thóc mà hai ông cháu ăn không hay là vẫn thiếu? Không biết được rồi. Không biết được đâu ông nhỉ? Bây giờ bông mới biết. Vâng. Thế phải đợi nó ra bông nữa lại mới biết đúng không? Vâng. Sợ là nó ra bông là nó bị chết à. Nó bị chết đấy. Ôi, nhiêm là bị bị ướt nhiều hơn được có bác với ông ấy. Tí là rút kinh nghiệm là không xúc sau đâu. Đi đường này bạn ơi. Được, đường này. Ở đây là có cá nó phi sao ấy ông ạ? Không có đâu. Vừa thấy là thấy nó. Đây con gà vừa chảy. Ô, một tí mấy ông cháu mình đi đường này luôn không ạ? Hả? Đúng rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy. Đấy. Đừng để có mắc xuống người của mình. Sao bạn sao bên này đi các bạn ơi, bên kia có nhiều nước rồi. Đúng rồi. Tầm dưới này cũng được này. Thì con mà lo ô, ta lo được cái nhà. Tập bên đó, bên đó, bóng ổn không? Cái nào không? Cây này đi. Cây này á? Cây này dùng để làm gì đâu? Ở đấy thì bán, biết làm thuốc gì đi. Đi bán á? Ừ. Ờ. Nó có lắm không ạ? À. Bỏ về đây,
nấu nước ăn uống nước được. Nấu để ăn uống á? Ừ. Tức là như kiểu là có ai về đến nướng gà ấy nhờ? Ừ. Ý là anh em mình nóng quá là lội xuống đây bơi một cái nhá. Bơi. Vác một tí là nóng luôn rồi. Dạ, luôn tắm đi đấy. Đấy, hôm nay thì là Nghiêm với lại Quân xuống thì cũng khua công gì đâu các bác ạ. Gọi là xuống hộ cháu Lực với lại hai ông cháu thôi. Công việc này mà ít người quá thì cũng không làm được. Xin chào mấy không phải được, phải tí lên trên xem là nếu mà đủ thì thôi. Rồi bạn ơi, thế thôi. Ôi thế thôi, quần nó căng. Trong này có ếch không? Không biển nước, không lấy được rồi, không lắm. Nước này có vẻ cũng khá là mát thôi. Muốn đi vào tắm quá rồi nhưng mà một tí công việc của mấy anh em thì lại sẽ chậm chạp quá, không có làm được. Thành ra là không thể mà bơi được nữa. Cái chỗ này mà cắt mà không lún được đây thì chắc là cũng sâu phết đấy không nhỉ? Không quát sâu từ đây. Tầm tuổi của Mạnh là sang năm sau là có thể là thích ra đây bơi đấy. Ông là nghiêm cấm về cái công việc này là không cho xuống bơi ông nhá. Bơi đấy. Chỗ kia thì có vẻ là rất là sâu đấy. Nước này không làm được cá tầm đâu. Nước này nhưng mà muốn nuôi cá tầm ấy phải nhấc như ở trên nhà của Sử ấy. Chỗ dê Sử à? Nó mới mắt. Chỗ hôm nọ mà mấy anh em mình đi nướng gà đấy Quân ạ. Còn hôm nọ thì nghiêm là bận mất. Cũng có một số bình luận nói rằng là lúc mà làm thì thấy các em xuất hiện nhưng mà lúc mà ăn uống thì lại không xuất hiện đấy cô bác. Nhưng mà đến cái lúc đấy là các em bận là không có đi được đấy cô bác ạ. Thành ra là không gọi được. Xuất phát rồi nhờ. Cầm lấy cái sẻng đi luôn à. Lúc mình ăn đấy tôi cầm được. Bao tôi có vẻ to hơn ở lần này ấy. Cái bản bác bao này đi. Thôi tôi bác được mà. Ây. Vẻ như là bao này cũng có tí nước hay sao rồi ấy. Bắt đầu ngấm ngấm rồi. Wow, thấy mát mát rồi đấy. Đúng rồi. Nhưng mà nếu cái cắt này là mình lấy làm nhà ấy, thì nó chỉ thích hợp với lại đổ bê tông thôi. Đúng rồi, nó không có. Nó không có như nó không được mịn ấy. Như này là không có. Ui. Trơn đâu ạ? Em ở đây này. Bậy. Wow.
Cảm giác như là đôi chân nó không phải đôi chân của mình đấy. Đấy, rất là mong là các bác sẽ thông cảm về cái phần âm thanh. Mấy anh em vác nặng hơn một tí ấy, thì sẽ có những cái hơi thở rất là lớn và hay có tiếng ục ịch này. Tí là đấy à. Đủ ấy nhờ. Đủ chưa? Đủ. Như này là sao đủ để trộn rồi. À, Quân này em đi lấy nước rồi, một tí ngồi uống nước đã. Vâng. Ông ngồi đây uống nước đã. Như bạn lấy cái vòi nước để vào chậu luôn nhá. Để xuống thì cũng có mua thêm là một chút nước ngọt nữa. Như vậy. Nước này thì vẫn còn mát rồi nhỉ. Cô đây lấy cho ông một lon này. Cho em quay phim một lon. Bóc cho luôn nhỉ, chắc em quay phim cũng đi theo cũng mệt đấy nhỉ. Nhưng mà không vác thì đỡ hơn một tí. Không biết uống nước có ngại ngùng gì không. À, xin mời các bác uống nước á. Con mời ông bà uống nước. Mồ hôi mồ kê thì cho bác uống nước. Chảy tung tăng rồi. Ông mời được chưa ông? Được. Mời được chưa? Được rồi à? À mắt. Cái này mở là hay bị bay móng tay không? Mở đây là cẩn thận đấy. Còn về cái tách thì là chắc là ngày mai của bác ạ. Thì cháu Lực mới lấy được xuống. Bây giờ thì vật liệu thì cũng đã chuẩn bị hết rồi. Thì sẽ láng cái phần nền cho hai ông cháu về láng cái phần nền này chắc là một bao là đủ rồi ông nhỉ. Đủ. Nay là gom để đây là mấy nữa mạnh về là cho mạnh đi đổi kem được không ạ? Quan bảo ông vác cái kia đi đổi kem. Hả? Vác cái kia à? Cái kia nhờ. Cái kia nhưng mà bây giờ mà đem đi bán thì chắc cũng được độ tầm đó là 20-30 nghìn thôi. Nó hỏng hết rồi ông ạ. Cái máy tuốt ra đạp bằng chân của ông ạ. Thì cái còn trụ ông chú. Cái ông chú à? Thế là hỏng là để đây không? Không để đâu, để đây. Vâng. Thế bây giờ thì theo ông là ông muốn đặt láng nền ở đâu? Cái tách thì chắc chắn là mình đặt ở đây ông nhỉ? Đấy. Nước này em để xuống dưới đi. Không phải tắt nước đâu mà, bỏ lên trên ruộng đi kìa. Cho nó đầy đi em một tí nữa mình nhảy được. Vậy, đông người thì là mỗi người làm một công việc thì nó sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Đồ xí xong rồi. Còn cái chỗ này thì là một phần thì ông sẽ bảo là để chuồng trâu tạm. Còn là một phần thì ông sẽ để làm bếp thôi cô bác. Nếu mà sau này như được các bác yêu quý nhiều thì hiện tại là cái ngôi nhà của ba ông cháu thì cháu Lực cũng đã, hai ông cháu cháu Lực cũng đã hình dung và lên bản vẽ nó hết rồi cô bác ạ. Hiện tại thì cháu Lực cũng nói thẳng luôn là về cái phần khoản trinh kinh phí ấy, thì còn thiếu là 70 triệu nữa cô bác ạ. 70 triệu nữa thì sẽ làm được cho hai ông cháu là một cái ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở bên trong luôn. Thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được các bác chung tay là giúp đỡ cho hai ông cháu một cái ngôi nhà che nắng che mưa
một ngôi nhà đẹp đẽ hơn, không mong sao là có một lâu đài chẳng hạn đâu. Để chỗ này là bà đây. Chắc là theo ông là muốn láng từ đâu? Cháu cho ông để mà ông ấy. Ông là láng từ chỗ này đến đến chân của đến chân kia đúng không? Còn là cái tách thì đặt là xuống nghiêm. Cái tách thì là mai mình chỉ cần bỏ vào trên đá là được rồi ông ạ. Sau này thì chỗ này thì có thể là làm nhà tắm tạm thời cho hai ông cháu ở đây được. Nhà ông có hai cuốc rồi à? Hai cuốc thôi. Đấy, bà cũng xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy thêm một lần nữa. Cảm ơn hai chị trong thời gian qua đã luôn luôn yêu quý hai ông cháu, gửi cho hai ông cháu rất là nhiều phần quà. Và đặc biệt thì chị cũng có, hiện tại thì chị cũng bỏ vô tiền quý của nhà hai ông cháu là số tiền cũng rất là lớn, là 70 triệu rồi các bác. Có lẽ là cái thời lượng thước phim bây giờ thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực sẽ để hoàn thiện ở cái video thứ hai thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chúc quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chúng em xin chào các bác. Hôm nay thì thấy thế nào? Vui mà. Vui à? Vui. Mệt nhưng vẫn vui đúng không? Vui. Xin chào các bác, các chị. Từ từ, ông nhìn vào kia đã. Xin chào các bác, các chị.